thanh niên hơn 12 năm miệt mài mang ánh điện, dạp chiếu phim đến trẻ miền núi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của trí thức Việt, các bạn thân mến. Hơn 12 năm qua, anh Liêm cùng các thành viên trong nhóm miệt mài mang niềm vui đến cho học sinh vùng cao, vùng hoàn cảnh khó khăn. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, trong căn nhà nhỏ của mình, anh Hồ Hoàng Liêm sinh năm 1989, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khẩn trương gói ghém quần áo để kịp gửi đến các em học sinh vùng núi đón Tết. Anh Liêm là chủ nhiệm nhóm thiện nguyện nụ cười hồng Đà Nẵng hơn 12 năm qua anh cùng các thành viên trong nhóm vẫn miệt mài mang niềm vui đến cho những phận đời bất hạnh, học sinh nghèo vùng núi ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Gia Lai và Con Tùng. Mang niềm vui đến những cảnh đời khó khăn. Chia sẻ về mối duyên giúp đỡ những cảnh đời khó khăn theo suốt thời gian dài anh kể, năm 2009, khi đang là sinh viên anh có chuyến thiện nguyện đầu tiên của nhà trường tổ chức đi đến trao quà cho người dân ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc. Đến đây, anh thấy được cảnh vất vả của người dân, những khó khăn ấy trước kia gia đình anh cũng từng trải qua. Xuất phát điểm của gia đình tôi cũng là khó khăn, nên tôi hiểu hơn bao giờ hết. Từ chuyến đi đó tôi có cái nhìn rõ hơn và thấy mình có sức trẻ thì cần phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người, anh Liêm nhớ lại. Sau chuyến đi đó, anh đã kết nối với những sinh viên cùng chí hướng muốn giúp đỡ người khó khăn. Ban đầu, nhóm mới thành lập là sinh viên nên để vận động sự hỗ trợ rất khó khăn. Lúc đó, mỗi người dùng thế mạnh của bản thân để gây quỹ. Kinh phí thu được nhóm đem giúp đỡ các hoàn cảnh trên địa bàn thành phố hoặc ở các vùng sâu, vùng xa của Quảng Nam như Tây Giang, Nam Trà Mì. Chúng tôi học khác trường, có bạn học kinh tế, kiến trúc. Thời điểm đó, để có kinh phí giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi làm đủ việc như bán bánh kẹo, bán hoa hay tổ chức các đêm nhạc đường phố để kêu gọi ủng hộ. Miệt mài như thế đến 5 năm sau, khi ra trường đi làm rồi nhiều người biết nhóm đã hỗ trợ nhiều hơn. Từ đó, chúng tôi giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh, trong đó các điểm trường miền núi là nơi nhóm thường có mặt bắt điện mặt trời, máy lọc nước, tạo sân chơi cho trẻ. Anh nói và cho biết hiện nay nhóm có khoảng 50 thành viên tập trung ở các tỉnh để sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Vào tháng 8 năm 2021, khi Đà Nẵng bùng phát đợt dịch mới, anh Liêm cùng các thành viên tổ chức phiên trợ không đồng đưa thực phẩm đến tay các gia đình khó khăn. 2 tháng 12 năm 2021 vừa qua, anh cùng mọi người thực hiện chương trình áo ấm vùng cao đưa 4.000 áo ấm mới cho trẻ em ở Con Tum, huyện Hương Hóa Quảng Trị, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Đồng hành cùng nhóm của anh Liêm hơn 4 năm qua, thầy Trần Vĩ, phó hiệu trưởng trường tiểu học vừa A Dính huyện Nam Trà My cho biết nhóm của Liêm tập trung vào sâu vào ước mơ của trẻ miền núi các bạn ấy đưa điện năng lượng mặt trời tổ chức trung thu cho các em hiện nay là làm dạp chiếu phim những việc làm ấy thật sự rất ý nghĩa giúp học sinh vùng núi tiếp cận được những điều mới mẻ khi chiếc màn chiếu 120 inch bừng sáng cùng cảnh mở đầu của bộ phim hoạt hình lũ trẻ của điểm trường tắc bổ ồ lên háo hức hồ hoàng liêm mỉm cười mãn nguyện đây là dạp chiếu phim trên núi thứ ba liêm 33 tuổi cùng các cộng sự triển khai để gần 100 đứa trẻ của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà tập và mẫu giáo phong lan lần đầu tiên biết phim hoạt hình là gì Trước đó, anh đã làm hai dạp cho học sinh của trường dân tộc bán chú vừa A Dính ở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My hồi tháng 1 và làng Canh Tiến, xã Canh Liên, Quy Nhơn, Bình Định đầu tháng 5. Để tổ chức được mỗi dạp chiếu phim như thế này, nhóm của anh Liêm phải chở thiết bị, đầu chiếu, màn hình vượt hàng trăm km từ Đà Nẵng đến xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đường xá hiểm trở, có những điểm phương tiện không thể đi vào được, mọi người phải cõng thiết bị vượt núi. Ý tưởng lập trạm chiếu phim lưu động xuất hiện hai năm trước khi Liêm bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ vùng cao lần đầu nhìn thấy biển, thấy ô tô chạy trên đường trong điện thoại của anh. Câu hỏi đây là cái gì của một cậu bé khi chỉ vào tòa nhà cao tầng khiến anh quyết định hành động. Dạp chiếu phim là thứ gì đó rất xa xôi trong tâm trí của học sinh vùng cao bởi các em chỉ biết đến con trâu, con gà, ngọn núi, con suối nơi mình sinh sống. Tôi muốn mang công nghệ lên núi giúp các em có một tuổi thơ đặc biệt, Liêm nói nhìn gương mặt háo hức của học sinh khi lần đầu được xem phim hoạt hình cô giáo trà thị thu giáo viên điểm trường tắc bổ không khỏi xúc động từ trước đến nay các con phải tự mường tượng về thế giới qua lời kể của thầy cô còn nay được tận mắt nhìn thấy ngoài giải trí máy chiếu còn là công cụ giảng dạy hiện đại giúp chúng tôi có thêm các bài giảng trực quan về thế giới thu hút trẻ đến trường thay vì cảnh đi từng nhà vận động cô thu nói từng có đoàn từ thiện đến hỗ trợ xây trường tài trợ lương thực đồ dùng học tập cho học sinh nhưng nữ giáo viên nói nhóm của anh liêm rất đặc biệt khi quan tâm đến đời sống tinh thần của trẻ nhỏ và bà con không chỉ mang dạp chiếu phim lên núi, đoàn còn mang tặng các em con diều, ô tô đồ chơi, gấu bông, khiến lũ trẻ hay gọi anh là ông thần đồ chơi. Từ học sinh đến bà con nhân dân ai cũng yêu quý và biết ơn nhóm, nữ giáo viên bộc bạch. Hồ Hoàng Liêm sinh ra trong gia đình nghèo ở Đà Nẵng. Từ bé, anh đã cùng cùng bạn bè trong xóm đứng xếp hàng từ trưa đến chiều để nhận thực phẩm, đồ chơi của các đoàn từ thiện. Mỗi lúc nhận quà anh em tôi hào hứng lắm. Sau lại ước khi lớn sẽ giống các cô chú mang lại niềm vui cho người khác, anh kể. Lên đại học, Liêm tham gia các nhóm tình nguyện, trong chuyến đi trao quà cho bà con ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam do trường đại học tổ chức năm 2009. Thấy cảnh lam lũ, vất vả của người dân, chàng sinh viên năm 2 muốn làm điều gì đó ý nghĩa. Về nhà, anh rủ vài người bạn thân lập câu lạc bộ nụ cười hồng Đà Nẵng, mong giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Học sinh nghèo trên địa bàn thành phố cho đến các vùng sâu, vùng xa của Quảng Nam như Tây Giang, Nam Trà My. Ban đầu chưa có mạnh thường hỗ trợ, nhóm sinh viên đi bán kẹo, bán hoa, xin từng lon gạo, tổ chức các đêm nhạc đường phố để gây quỹ. Sau 5 năm hoạt động, ngoài việc trích lương làm từ thiện, nhiều mạnh thường quân ngỏ ý hỗ trợ. Nhóm của Liêm bắt đầu tìm đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa để lắp điện mặt trời, máy lọc nước, tạo sân chơi cho trẻ em. Càng đi, tôi càng thấy trên giải đất hình chữ S có nhiều nơi chưa có điện, nước sạch hay được tiếp cận công nghệ tiên tiến. Tôi muốn giúp họ thay đổi cuộc sống, anh nói. Năm 2016, Liêm và 13 thành viên của câu lạc bộ thay nhau vác 4 tấm pin năng lượng mặt trời nặng hơn 100 kg, vượt qua 4 quả núi trong 10 tiếng đến thôn 5, xã Trà Giòn, huyện Nam Trà Mì leo núi, băng rừng khiến mọi người mệt và kiệt sức, chân tay sức sát, lấm len bùn đất, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng biết bà con đang đợi, chúng tôi động viên nhau bước tiếp, anh hồi tưởng. Sau vài tiếng lắp đặt, ánh sáng điện đầu tiên từ bóng đèn bật lên lúc trời nhá nhem tối khiến người dân thôn năm và đoàn từ thiện vui mừng, ôm nhau bật khóc. Những năm trước trên địa bàn xã còn nhiều khu dân cư chưa có điện lưới, thiếu nơi vui chơi. Nhờ có nhóm anh Liêm, chúng tôi không phải dùng đèn dầu, cây nến để tránh màn đêm tối tăm, ông Hồ Văn Ven, bí thư đảng ủy xã Trà Giòn, nói. Đến nay những tấm pin năng lượng mặt trời đang hoạt động tốt, đảm bảo đủ chiếu sáng cho bà con của thôn. Ngoài thôn năm, câu lạc bộ của anh Liêm cũng lắp đặt những trạm pin mặt trời ở 16 điểm khác, thắp sáng cho nhiều điểm trường và thôn bản ở Quảng Nam, Quảng Trị, Công Tum, Gia Lai, Quy Nhơn. Song hành cùng việc cõng điện, vác dạp chiếu phim lên bản, nhờ có sự tin tưởng của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, câu lạc bộ còn tổ chức các chương trình phẫu thuật cho các em nhỏ bị sức môi, hở hàm ếch, giúp đỡ trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, hỗ trợ các trại trẻ mồ côi, tổ chức phiên trợ không đồng, đưa thực phẩm đến tay gia đình khó khăn khi Đà Nẵng bùng dịch. Anh Liêm cho biết bản thân anh và nhóm không nhận tiền ủng hộ. Toàn bộ chi phí phẫu thuật, tổ chức chương trình đều có hóa đơn và gửi trực tiếp cho các mạnh thường quân giải ngân, tránh điều tiếng. Trung bình mỗi tuần, người đàn ông 33 tuổi tổ chức 2 đến 3 chương trình nhân đạo nhưng vẫn phải cân bằng với công việc chính. Tôi may mắn được gia đình và cấp trên ủng hộ, tạo điều kiện được đi làm từ thiện, nhưng bản thân cũng xác định rõ việc công, tư, tránh gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, anh nói. Suốt 12 năm làm thiện nguyện, luôn có mặt ở những vùng khó khăn nên không ít lần liêm rơi vào tình huống nguy hiểm như suýt bị đuối. Nước trong đợt lũ lịch sử ở miền Trung năm 2022 may mắn thoát khỏi trận lở đất ở Nam Trà Mi năm 2019. Có nguy hiểm quá không anh, hay mình dừng lại? Vợ Liêm bày tỏ lo lắng khi biết tin chồng vừa thoát chết. Hiểu lo lắng của gia đình, nhưng anh vẫn làm vì biết còn nhiều mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Tôi không ngại đi xa, vất vả, chỉ sợ không thể giúp hết những người khốn khó khi nào không còn lời đề nghị hỗ trợ nơi khó khăn nhất có điện có nước 100% trẻ nhỏ được tiếp cận tri thức khi đó tôi mới cho phép bản thân nghỉ ngơi anh nói sau khi hoàn thành 3 dạp chiếu phim lưu động tháng 9 tới anh Liêm dự định lập thêm một dạp ở vùng núi phía Bắc ngoài ra người đàn ông 33 tuổi mong muốn lắp thêm trạm điện dùng pin năng lượng mặt trời lập nhiều lớp học ứng dụng công nghệ hiện đại ở các vùng khó khăn để bà con nhân dân và trẻ nhỏ có cuộc sống tốt hơn